Rồi bây giờ như vậy đi, tôi tạo một cái bản vẽ mới đúng không? Chúng ta tạo một cái bản vẽ mới ra đây. Rồi, anh em thấy vậy, tôi cố tình lọc tới lọc lui để anh nó thành một cái máy luôn rồi, ví dụ MV Shop. No. Matrix. Đây là 11297 đúng không? 210 cái khẩu giấy lớn hơn thì anh làm ở đó. Unit là một số lẻ, hai số lẻ. Đó. Cái nữa layer. Anh có cái layer 1 là tôi chọn tạo layer đó, tôi nói là đây là nét cơ bản. Layer này nét khuất. Cái này nét trục. Trục tâm gì đó là do mình thôi. Ok, bấm cái đó hai cái. Chúng ta thấy đây nè, ok. Trục. Chữ. Kích thước. Kích thước. Mặt cắt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện này cơ bản hoặc số 1 đúng không? Chúng ta sẽ vẽ cái bài mà chúng ta thấy cái bài tập số 1 đó, tôi vẽ cái đó cho cái thước luôn. Khuất là đường số 2. Kích thước là nét số 4, số 3 gì đó. Mặt cắt này lấy số 5. Cắt lấy số 5, số 6 gì đó. Rồi, trục này có thể lấy số 3. Rồi, chữ để coi chữ lấy theo kích thước lấy số 4 luôn. Rồi, ở trên này đường nét. Tôi lót hai đường. Cho nên là dễ, cực kỳ đơn giản rồi, center là 1, dash là 2. Dash đâu rồi? Đấy, dashes. Ok, vậy thì đường khuất là dash. Đường trục là center đúng không? Rồi, vậy đi. Chúng ta mới nói là đây nè, bây giờ tôi vẽ cái hình anh em coi nha, tôi vẽ đường trục trước, beeline, luôn luôn là vẽ trục trước. Đó, vẽ từ đây đến đây. Mâm F8. Vẽ đèn đường nữa. Cái này có thể kéo dài xuống dưới này cũng được, không sao, phải dễ đó. Offset đó lên bao nhiêu? Một cái 28, cái 12 đúng không? Đâu có, 26, 36, 12. Offset, 12, đẩy này lên nè. Offset, dựng cái hình đó là cho cái thước đó nha. Lên đây, offset 26. Offset 26. Offset bao nhiêu nữa? 36 đúng không? Offset 36, dựng cái hình nó lên. Offset khoảng kia là 64 bên 32. Đâu có, 80 bên 40. Offset 32. Hết chưa? Rồi, bây giờ trim. Ở đây tôi có một cái là xin lỗi, một cái kích thước cho đó là bao nhiêu, trên kích thước đó là 40 các đồng chí. Offset 40 bên 20. Cái đường này nè, beeline có phải là đi từ chỗ này nè. Cái đường xéo này chứ, xin lỗi, cái đường xéo đó đi từ đâu đâu. Cái đường xéo là 64 đó, đi từ đây nè. Cái này là kéo vào đây nè. Beeline. Beeline. Điểm start point là vô chỗ này nè đúng không? Là vô tới chỗ đó. MI chỉ đường này, enter. Đèn đường. Gì nữa? Trim. Mấy chỗ này là đâu có. Có đúng không? Không phải. Ctrl Z. Trim. Ctrl Z. Trim. Chọn hết. Cái anh chàng nào đâu? Cái đường này là mất rồi đúng không? Cái hình đó đó. Cái đường này là có không? Cái chỗ này là không có nè đúng không? Đường này là cũng đâu có đâu. Đường đó có, nhưng mà đường này là không có. Đúng không? Mấy này là không có đúng không? Này rồi nha, đây ha, đường này coi như xóa đúng không? Từ đây đến đây là có đường này, đường khuất phải không? Cái đoạn này có đâu phải không? Nguyên cái đường đó là, nguyên đường đó không có. E
E. Hai đường này có không? Đường này không có luôn. Phải không? Cái đường này có không? Cái chỗ này nè, cái đoạn chỗ này nè. Anh em không dựng cái đường là kéo thẳng cái đường đó lên đây. Phải không? Cái đường đó dễ đường quốc sao? Rồi, bây giờ mới ra đường ra ngoài dễ đường quốc. Beeline, giả sử là thế, nói là từ đây nè, vuông góc xuống. Phải không? Mirror đường đó qua đây cũng được, nó tùy cách dựng hình mình thích cái gì mình dựng cái đó. Ok. Ra hình đó chưa? Đâu rồi, tôi mồi ở đây một cái đường cơ bản. Cái quan trọng là phương pháp dựng chứ không phải là chuyện mà đi lệnh MA. Nó lấy này nè. Đúng anh. Có đúng cái hình đó không? Ở đây nó có một cái vòng tròn. Bán kính nhiêu? 16. Trim. Xong cái hình đó chưa? Ở đây nó có một cái đường tâm beeline kéo vô từ cái chỗ này nè, kéo vào đây. Cái đường đó là đường tâm MA chỉ này, dán vào đây. Nếu mà anh em dưới cái tỷ lệ anh em nhìn nó không thấy cái đường đó thì anh em đánh LTS. Lệnh LTS nó cho mình phóng lên, ví dụ như hai lần. Cái đường đó nó không ảnh hưởng gì cái gì hết, chỉ ảnh hưởng cái dạng đường để mình quan sát thôi. Cái lệnh là LTS. Ok. Là light tie scale, là tỷ lệ của dạng đường. Điều đó không ảnh hưởng đến tỷ lệ bản vẽ mà chỉ ảnh hưởng tỷ lệ của dạng đường. Cho nó zoom lên, có khi mình thấy nó không thấy được nét đích. Zoom lên cho nó thấy thôi, phóng lên cho nó thấy thôi. Rồi cái đường đó ra như vậy, cái đường này stretch xuống. Vậy thì cái hình còn lại là Feta ở dưới tự vẽ nha. Được chưa? Rồi tự vẽ cái hình đó. Cái hình ở dưới là tự động chiếu ra vẽ đó. Vấn đề là đọc được bản vẽ. Bây giờ tôi ra ngoài tôi tạo kiểu kích thước. Kích thước nè. Format. Dimension style. Được chưa? Rõ là dim. Nó có cái annotative giữa cái đó. Ở đây là tôi mới new một cái theo tiêu chuẩn Việt Nam. New một cái tôi đặt tên là Reaction. Rồi nha. Cái này là annotative thì bỏ đi lát nữa. Nó sẽ bắt đầu, nó sẽ dựa trên cái kiểu standard làm tiếp. Nó continue, nó hỏi cái gì? Nó hỏi nha. Nhìn thì biết nè. Dimension line, màu là by layer. Dimension line là cái đường kích thước này nè. Light tie là cứ by layer hết. Light weight cũng by layer. Layer làm sao nó như vậy. Ok. Baseline spacing là, tức là khoảng cách giữa cái mà có đường giống chung á. Mà muốn nó sẽ là đường giống chung. Coi nó có cái này là dimension line. Beeline spacing này là khoảng chừng 7 ly. Biết làm gì không? Beeline spacing là khi cái đường kích thước là nó có đường giống chung đây nè. Để tôi bấm một cái đường. Ok, để cho anh em nhìn cái này cho nó dễ. Kích chuột phải. Một cái tên là dimension. Thấy ra đây. Thì trên cái dimension ở đây nè, cái kích thước mà có đường giống chung là kiểu này nè. Nó gọi là beeline. Khoảng cách giữa những cái đường đó đó, khoảng cách những đường đó là hiện tại tôi đang hoạch định là 7 ly. Đúng không? Chuỗi kích thước này là liên tục, này là chuỗi kích thước này, kích thước thẳng nè, kích thước nghiêng nè, đúng không? Kích thước chiều dài của cung này, này kích thước tọa độ ít có xài, kích thước bán kính được bán kính, này kích thước gì cũng là dạng mà bán kính nhưng mà nó lớn quá cho nên người ta ngắt ra kiểu này. Kích thước đường kính, kích thước góc, rồi chưa? Còn này là kích thước tự động with dimension, tôi đang làm cái đó tôi edit tiếp, tôi nói là cái kiểu của Redson đang làm. Nói Redson modify tiếp. Chỉ xuống dưới nữa nè. Cái này là bầu là bilayer nha. Bilayer hết. Khoảng cách giữa đường giống chung là cái mà có đường giống chung là khoảng cách là 7 ly. Nó hỏi bỏ đường bên trái, bỏ đường bên phải gì đó không cần, bỏ luôn. Hai cái đường giống này lên là tôi đang xét theo tiêu chuẩn Việt Nam, anh em copy này qua coi. Màu là bilayer. Cứ bilayer hết cho tôi. Tức là layer sao là như vậy. Tránh một cái kiểu kích thước mà mỗi cái một kiểu mỗi màu. Chỉnh chết luôn á. Bỏ đường bên trái. Bỏ đường bên phải. Cái chuyện nó không có. Attention between là cái khoảng như nhú lên này nè, 2 ly. Tiêu chuẩn Việt Nam là 2 ly. Dễ kỹ thuật xây dựng thì cái chỗ này có thể là 5, 7 ly gì đó, nhưng mà cơ khí là 0 ly. Tức là tôi bắt từ hai điểm này nè. Hai cái điểm này là đúng không? Nhưng mà nó hở chân lên là mấy ly là do tôi quyết ở chỗ này. Trong dễ kỹ thuật xây dựng là 5, 10 ly gì đó. Thế rồi tôi có cái tường nó chỉ đây điểm nó kéo là lúc cái đường giống bắt đầu nó vẽ từ ra ngoài này. Cách đó khoảng là 7 ly là do chỗ đó đó.
Rồi, nó là vậy ha. Đấy, bây giờ nè, mũi tên theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật cơ khí là mũi tên. Mũi tên, còn nếu mà xây dựng thì nó sẽ là dấu chấm hay là dấu gạch, dấu xích mắc của này. Mũi tên nó mấy ly? Mũi tên nó 2 ly rưỡi. Anh em cóp này để qua xét thông số thôi. Cái dấu tâm ở giữa này nè là 5 ly. Rồi, press size gì đó bỏ đi ha. Ok. Bỏ hết mấy chỗ này đi ha. Chữ. Nó nói kiểu chữ trên này nè, kiểu chữ là gì? Tôi nói nêu cái kiểu chữ. Nêu cái. Đó là gọi là resin test. Chữ đó là phông gì đó, chiều cao chữ mà anh em để bằng không hết. Lên khang trong trường hợp này bằng không biết sao không? Tại vì mai mốt mình ra ngoài mình sẽ chỉnh kiểu chữ đó. Nếu anh chỉnh cái này mà 2 ly rưỡi mà ra bên kia anh chỉ 3 ly là các bạn vẽ nó nhảy tán loạn là anh vẽ lại. Hiểu kịp không? Đó là hai một biến số mà hai giá trị. Anh xét trong này 2 ly rưỡi mà trong bên kia xét 3 ly, anh kia lại 5 ly hồi nó nhảy là sổ lớn nhỏ, tôi gặp chuyện đó nhiều lần. Cho nên là tuyệt đối chỗ này bỏ bằng không, tới chỗ nào nó hỏi thì đúng đó mới gán số cho nó. Nó là vậy, xét Corin là tôi có một cái kiểu tên là resin test. Đóng đó lại. Và cái kiểu chữ là resin test. Màu chữ là bilayer, fill color là bi, là nên khỏi còn fill. Chiều cao chữ. Nó hỏi tiếp thấy không? Nói đó hả? 3 ly rưỡi. Kích thước đứng thì đó nằm ở bow. Kích thước ngang là nằm center. Ok. Canh chỉnh với được kích thước. Lẽ là anh em copy video này qua coi lại này cho tôi, đây là chuyện quan trọng. Fix trang cuối cùng là cái này là dim scale, là ví dụ tỷ lệ 1:10 thì đánh 10 vô đây. Đúng không? Mình tỷ lệ 1:1 thì để đây là 1. Tỷ lệ 100 đánh 100 thì tất cả những con số đó nó sẽ nhân lên. Nó nhân cái đó lên. Được chưa? Như vậy thì xong rồi đó. Set đó current. Và tôi ra ngoài tôi cho cái thước, nói cái thước này. Dim cũng được, nó nói là từ đây đến đây nè. Này nó lớn quá trời, 4 số lẻ thấy không? Thấy không? Cái này là tôi vô trong cái dim style này tôi sửa lại coi nãy nó làm tròn mấy số mà thấy 4 số đến ghê quá vậy. Primary unit tôi nói nè. Đó 2 số thôi. Anh làm tròn 2 số thôi chứ cho chi cho nhiều. Ok. Cái đó tôi chỉ tiếp nha, để tôi chỉ tiếp. Đó, 2 số đúng không? Tôi mới nói là dim. Nó hỏi góc thứ nhất đâu, nói đây nè, góc thứ hai đâu đây nè, kéo lên đây. Được chưa? Tôi nói là bây giờ như vậy nè, kích thước là dim. Từ đây đến đây. Nó bự quá lát đấy. Cái nào? Trên là đoạn nào? Cái thước là line nè. Chân thứ nhất, chân thứ hai đây nè. Là cho cái thước liên tục đi. Chỉ enter, chỉ vô này nè, nói nè. Đây nè, kéo vào đây. Đúng không? Nó cho ra đó thôi. Được chưa? Nhưng con số này nó lớn quá, như tôi chọn thì nó lớn 3 ly rưỡi lớn quá. Tôi chọn nó lại chữ số test này là 2 ly rưỡi thôi. Thì lúc đó tôi dùng cái test update đâu đây nè. Dimension test update đây nè. Dimension update. Những cái mà cho rồi á. Cho lại cái đó. Dimension từ cái bán này là bán kính nè, cái thước bán kính nè, chỉ này đúng không, cái thước đường kính đâu đây nè, nó cho nè, cái này bán kính anh em chỉ ra ngoài đường kính được chưa. Như vậy thì bây giờ cóp cái này qua là dạng vẽ một cái hình và cho cái thước đó tôi chỉ tiếp á, tôi tạo lại kiểu kích thước và đánh chữ ở đây nha, đúng không. Thì đầu tiên anh em kích lên trên này nè, anh em lôi một cái thanh tên là dimension. Được chưa? Anh có một cái thanh để coi nó có test không, nhưng mà để khoan, tôi không có đem cái thanh đó ở đây. Test từ 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 nó nằm chữ T dưới này, test nằm đây. Nó có cái thanh để đánh chữ nằm đâu đây. Còn mấy cái lệnh vẽ này thôi, tôi đâu có cần đâu, mình để nó làm gì cho nó trống đi. Đấy không? Trống nó ra modify này cũng chả cần phải đi xài lệnh này đâu. Mấy cái lệnh này. Bây giờ chúng ta mới tạo cái đó. Tôi làm lại cái kiểu kích thước mới, tôi đúp một cái. Tôi nói là bây giờ là tôi nêu một cái đó dựa trên cái nền của Redshift. Ok, đấy tên là copy correction. Tại sao tôi mới nói là màu á, là bilayer đúng không? Cái đường kích thước này nè. Chỉ lại lần nữa nha. Cái đường kích đường line dimension line là cái đường mà mang dấu kích thước này nè, đó là mày bilayer, dạng đường là bilayer, bilayer hết, tức là nó nằm trên layer kích thước là layer là đường nét theo nó hết. Baseline spacing là kích thước đường giống chung cái này nè, hiện thời là nó cách nhau là 7 ly.
bỏ đường 1, đường 2 đó, đường tension line là hai cái đường giống hai bên lên cũng bi layer luôn. Có bỏ đường nào không? Cái phần nhú lên khỏi dim line là chỗ này là 2 ly, cái thằng nhú đây nè. Là 2 ly. Cái góc này kiến trúc xây dựng là 5-10 ly gì đó, còn cơ khí là nó chỉ chỗ nào là bắt ngay điều đó luôn. Rồi, đó là quy định cho nên là vô dễ là biết liền không? Mũi tên. Mũi tên anh em mới nói là mũi tên đó là nhiêu đó, mũi tên nó kích thước là 2 ly rưỡi. Mũi tên 2 ly rưỡi là fill luôn, đó là dễ kỹ thuật. Cái dấu tâm này là 5 ly. Rồi ha. Cái press size này để thân nó tự tính sao nha. Chúng ta mới có là cái test đánh ở trên, anh em tạo một cái kiểu chữ, cái kiểu test đó. New một cái kiểu test gọi là style số 1 đi. Trên cái style số 1 đó xài phông chữ là gì? Phông chữ là đậm hay lợn, đúng không? Chiều cao chữ là bỏ bằng không. Width factor effect là upside down, là nhìn cái này nó lật ngược nè. Backward là đi ngược. Width factor là nếu mà hai lần thì bề rộng bằng hai lần chiều cao. Góc nghiêng, vẽ kỹ thuật là thường thường nếu đánh chữ thì lát nữa tôi đánh cái này là tôi nói cái kiểu chữ này là nghiêng 75 độ với phương thẳng đứng, nhưng mà chính là 75 độ phương nằm ngang, 15 độ phương thẳng đứng. Vẽ kỹ thuật quy định vẽ kỹ thuật cơ khí nó là vậy. Còn xây dựng là muốn vẽ cái gì vẽ. Đó là tiêu chuẩn Việt Nam. Rồi, so ok. Apply cái đó đi. Rồi đó. Ra cái fit ở bên ngoài này nè, nó nói nè. Fit option. Nó nói nè. Nếu mà không đủ không gian để bố trí hai cái này thì cái đối tượng đầu tiên phải đi ra khỏi đường hai đường giống là nói, cái nào đi ra cũng được. Nếu không đủ chỗ trong này để bố trí thì mũi tên bay ra ngoài. Chữ số bay ra ngoài. Cả hai cái đều bay ra ngoài, đúng không? Luôn luôn giữ cho số chữ số nằm giữa hai đường đó, tôi nói cái nào bay ra ngoài cũng được. Sao hết? Rồi. Khi mà test không nằm gì đi mặc định, ví dụ nó nằm mặc định là nằm ở chỗ này nè, tôi kéo ra ngoài thì đặt nó cái bên đường kích thước. Tức là kéo nó ra ngoài, đặt bên đường kích thước có một đường dẫn, hoặc là đặt phía trên đường kích thước mà không có đường dẫn thì anh em chọn cái nào cũng được, không sao hết. Nhưng mà đây là quan trọng là cái over scale, tức là đây là chính là deep scale của nó. Ví dụ tôi em về setup nãy tôi chọn là tỷ lệ 1:1, tôi đánh 1, như tỷ lệ 1:10 thì tôi đánh 10. Hiểu kịp không? Tỷ lệ 100 đánh 100 thì vô, nếu mà đó ngoài kia đánh 10 thì vô đây đánh 10. Ngoài kia đánh 100 thì vô đây đánh 100, tất cả những con số này thiết lập bình thường. Thì lúc đó ví dụ như khi mà tôi nhân 10 ở chỗ này, tức là tất cả những con số này nó nhân 10 hết. Xong rồi nó ra bản vẽ là tỷ lệ 1:10 là tự động nó rút xuống 10, tức là nhân 10 chia 10 thì quề. Hiểu không? Nhưng mà đó là cái mẹo phải vẽ nhiều mới thấy. Primary unit kích thước thẳng này nè là hai số lẻ được cách nhau bởi dấu chấm và dấu phẩy là tùy mình. Rồi chưa? Mình muốn đằng sau đuôi nó là mm thì mình đánh ra là mm. Thì đằng sau nó thêm mm. Hiểu kịp không? Để trống được, tiêu chuẩn Việt Nam mà nó quy định là mm rồi, mặc định rồi. Kích thước gốc này cũng vậy. Nó hỏi tiếp là anh có bỏ cái số zero, ví dụ như là đây là 0.11, nó hỏi là bỏ zero thì nó để là .11. Còn ví dụ như 10.00 thì bỏ trailing, tôi bỏ cái đuôi đằng sau thì nó để là 10 thôi. Hiểu kịp không? Rồi, nó giống vậy. Zero subtraction cho cái này cũng vậy đó. Còn cái alternate unit với dung size thì anh em bỏ đó đi, không cần, tại anh em chưa cần gì đó. Rồi chưa? Vậy nếu mà tôi chọn cái kiểu đó, tôi set current lên thì những cái nào đã làm rồi tôi ra ngoài tôi update nó. Nó đi chỉ update theo cái mới đi. Hả? Hiểu kịp không? Rồi chúng ta ghi cái thứ này được không? Rồi chúng ta mới cái thước, chuỗi cái thước liên tục. Nói là bấm ra cái thước đường giống chung, bấm một cái nó hỏi đường giống nào, nó enter. Tôi muốn là chung đường giống này nè. Anh em thấy nó cách nhau 7 ly á. Dưới này lên 7 ly. Bây giờ tôi mới đánh chữ. Đây là cái thanh này là thanh test đánh chữ thì không biết nè. Tôi mới nói vậy thì mấy cái này là được ha, đúng không? Cho cái thước là được đúng không? Còn muốn chỉnh sửa thì bấm cho nó, chỉ nó thôi. Dimension style home. Chỉ cái này nè. Để coi nha, select object. Tôi bấm cho nó hai cái, tôi đi sửa, tôi đánh số lại. Sửa là lụi được số khác, nó 90 chừng. Có khi mấy anh mà két là hay lụi mấy trò đó. Đúng không? Dễ tầm bậy tầm bạ ra đến hồi lụi nhiều rồi lúc đó anh tự lụi anh thôi. Tức làm tầm bậy tầm bạ rồi cuộc ra nó chế không đúng đâu đâu rồi lúc đó là anh là cái người bản vẽ là pháp lệnh, anh vẽ vậy tôi làm vậy. Đúng không? Anh vẽ xong nó lắp vô không được. Cái dầm nguyên cái khung dầm thép ra nhà xưởng kéo từ đây qua đây ví dụ như là nó 10 mét. Nó nói thôi để sửa này thành 11 mét rồi nó chế ra nó hụt. Rồi lúc đó là anh giải quyết cho hết. Rồi chưa? Đánh chữ nè các đồng chí. Cái dim style là đồng chí vô đây nè, format, text style đúng không? Hồi nãy tạo cái chữ là đây là đúng không? Tôi set current là bắt đầu tôi đánh chữ nó đó.
Xét của anh lên tôi đánh nè. Tôi có D test. Đánh lên LT, nó hỏi chiều cao chữ là bao nhiêu. Tôi nói để tôi bấm vào đây nè, tôi đấy start bond, tôi đấy test 2 là 00 đúng không? Tôi nói bấm vào đây nè. Đó, nó hỏi chiều cao chữ là nhiêu, tôi nói chiều cao chữ là 2.5 ly. Góc nghiêng của nó là bao nhiêu, nói 15 độ phương thẳng đứng. Rồi bắt đầu không 15 độ phương nằm ngang, xin lỗi, control tôi bỏ này lại. DT. Bấm vô đây. Chiều cao chữ là 2.5 ly. Lúc đó nếu anh em mà vô trong kia mà cho số rồi thì ra đây nó đừng có trách đó nha. Số nó nhảy lớn nhỏ sợ chết luôn á. Đánh đi. Trung tâm này nó có bị của tôi đang bị vậy đó, tôi đánh dấu đàng hoàng luôn á. Trung tâm. Bỏ tôi đánh lại. Red Sun. Tất nhiên là tôi sẽ đánh tiếng Việt đàng hoàng á, chứ không phải vậy đâu. Đâu đây. Ok, nó gõ cái bộ gõ đằng sau đó. Rồi. Tới đó. Còn em nào mà muốn đánh như là đánh cứ đánh DT đó. Và gọi là dynamic test. Đúng không? Đánh nó nói ở đây á, là như này, chiều cao chữ là 3.5 ly nha. Chiều cao chữ khỏi cái này đi nằm ngang luôn. Nói cái này quay lên 45 độ luôn, đi thẳng dốc từ dưới lên đấy à. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi hết lệnh. Là đó, muốn đánh nó thì sao? Đánh ED là chỉ vô nó. Nó cho mình sửa. Đúng không? Sửa lại. Vậy thì DT là sửa, đánh tác động, ED là edit nó, ED chỉ nữa. Nói. Red Sun. Rồi, hết chuyện. Được chưa? Vậy thì cái bản vẽ là chắc chắn đánh chữ cho thứ được. Nhưng mà cái chữ thì nó phải vô layer của chữ chứ nó không có nằm đó được. Được chưa? Nó không được quyền nằm layer của người khác. Bởi vì nếu mà tôi tự nhiên tôi ra tôi tắt kích thước ở ngoài này nè, tôi bấm kích thước này nè, tôi bấm bỏ bóng đèn này thì nó mắc hết kích thước. Rồi chưa? Tôi bật layer lên. Tôi lấy chữ tôi không muốn thấy. Hiểu kịp không? Thì đó là chính, đó lý do là sao nó tổ chức layer. Và trong công ty là quản lý layer rất là chặt, nó có chuẩn đàng hoàng. Tên layer nằm gì đâu, chứ không phải là muốn anh mạnh ông nào đó đặt. Cho nên là nó đặt lung tung mà chết luôn á. Rồi đánh chữ. Vậy bây giờ tôi đánh nói tiếp một cái nữa là ví dụ như tôi đánh chữ ở đây nè, tôi nói đây cái dấu chỗ này nè. Tôi nói ví dụ như D test enter. Bấm vào đây, chiều cao chữ là 3.5 ly, nói nghiêng bằng 0. Tôi mới nói là shift và đánh %% C là dấu phi. Không, %% C. Cái đánh hai dấu phần trăm. Chữ C 100 cộng trừ là %% B phở. Ví dụ như 2 độ thì là %% chữ D. Hiểu không? Nó có một số cái giống vậy, có mấy cái nè. Nè ta đánh nè, %% C là dấu phi 50. Đúng không? %% B phở là gia cộng trừ. Ví dụ như nếu là 12 độ thì %% D. Rồi vậy thôi, có vậy đâu có làm gì hơn đâu. Đánh edit chỉ là này sửa đi. Còn anh em nào muốn nữa đánh MT multitask đánh vô đây nè, đó quanh một cái khung ở chỗ này đánh như gõ như gõ Word rồi đó, chọn phong đi, nói này sửa thành 5 ly nha, gõ vô Word nè, xin lỗi nha, 5 ly mới bay xuống dưới này nè, đánh đúng không, đậm lập duyên nghệ đó. Rồi ok, đánh gì đánh quệt rồi đó, lại nó là MT rồi chưa. Như vậy thì cái bản vẽ anh là đánh chữ cho cái thứ được không? Ok, vậy anh em làm lại mấy cái lệnh đó cho tôi, copy video qua. Chúng ta muốn vậy thì chúng ta mới chuyển qua đây AutoCAD trên này nè, chúng ta có thể chuyển ra ví dụ 3D modeling hay là 3D basic. Chúng ta chuyển 3D basic thì nó không có ở đây đúng không? Tôi nói ok, có thể nó load cái đó không được, tôi nói 3D modeling ra này. Menu 3D, CAD 3D đâu ta? Này nó không có nè, AutoCAD. AutoCAD nói chung nó bị sai cái thư viện gì đó đây. Chúng ta mới nói là ok, bây giờ tôi chuyển là 3D Basic. Rồi, nó load cái này lên đúng không? Chúng ta thấy như vậy.
Nếu chúng ta thấy ở đó chúng ta thấy ở đây 3D Classic, 3D nhưng mà ở dạng 3D Basic mà ở dạng là Classic, để là 3D Modeling cũng được. Rồi ở trên máy của anh em có thể là nó load cơ, có cái này không, cái 207 chắc nó không có kiểu này rồi, tôi phải chọn là AutoCAD Classic. Rồi nó là cái này đi, thì chúng ta mới nói là AutoCAD Classic thì chúng ta có một cái công cụ kích chuột phải trên này nè, tôi đóng hết mấy cái này nè, dễ 3D đó, bắt đầu dễ 3D, kích chuột phải lên trên này nè, trên cái thanh công cụ nào đó tôi nói 3D, tôi có một cái thanh tên là Modeling, 3D Modeling, đây là Modeling, nhìn ở đây công cụ là vậy. Ở trên này á, Dimension Draw này nó có một cái công cụ tên là Modeling. PolySolid là như vậy, không nó bỏ ra đi, đánh box lệnh tắt là box luôn đấy. Thì tôi new quản dễ két đã, Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N, tôi chọn một cái bản là AutoCAD. Rồi chúng ta đang chọn cái này là bản AutoCAD template rồi, AutoCAD rồi đấy. Không, AutoCAD 3D cũng được hay AutoCAD bình thường cũng được. Nó load cái template ra lại. Muốn vẽ thì vô đây nè, kích chuột phải lên đây là Modeling. Nó có một cái thanh nữa là thanh render hay thanh gì đó, ok. Solid Editing là hai trang, là hai cái công cụ, hai cái tool giống vậy. Bây giờ anh em mới vẽ nè, nó có nhiều thứ để vẽ 3D. Cái góc đây là XYZ nè, chúng ta nhìn ra 3D chúng ta thấy nó có mấy lệnh nè, XYZ đúng không? Chúng ta mới nói là tôi đánh bóc đây một điểm, một góc đối diện tôi lấy delta, x bằng 100, y bằng 50, nó hỏi chiều cao, nói 30, nó ra khối giống vậy. Zoom e, zoom lại biết rồi. Nếu chúng ta thấy cái khối nó lên vậy, chúng ta gõ lệnh xa, đánh chữ C thì nó ra hình này. Xa tức là setting, đánh V kép thì nó trở lại wireframe, ok. Tôi mới nói là ra đây là tôi dễ dành cái name. Nói là bấm bên này nè, góc đối diện nó delta, cái đáy của nó đó, nó 100, 50 và chiều cao là 40, nó cao hơn kia. Ok, dễ hình trụ, à, dễ hình mấy cái hình này đã rất là đơn giản. Đó, bấm đây kéo lên, chiều cao nó 50, hình cầu, hình trụ, đây góc bán kính 25, 30 gì đó, chiều cao nói 50, được chưa? Xa C gì nữa, xa ở dạng là gì đó, conceptual, nói realistic, đến R nó ra, nó sẽ làm nó nhìn như thật cái đó nhưng mà nó nặng hơn. Xa nó C, thường thường tôi để là C, được chưa? Vậy thì anh em có thể lên những cái công cụ này để dễ một cái hình torus, nói đây ở đây nè, bán kính trong đó, đây cứ dễ đại đi, đây là một cái hình chóp hình gì đó, đây nè, chúng ta có cái công cụ vậy. Anh em muốn quay đánh 3DO quay, ok, hết lệnh. Muốn quay về mặt bằng gõ plan enter, nó quay về mặt bằng, hiểu kịp không? Đánh 3DO quay về mặt bằng plan, xa V kép. Vậy thì làm ơn là lên kích lên cái thanh công cụ này, kiếm cho tôi Modeling là 1, Solid Editing là 2, đem hai thanh nó đốc ra đây đi, chúng ta dịch tiếp. Rồi bây giờ chúng ta nhìn ở đây, chúng ta nói ở đây là 3DO ra này đúng không, tôi xóa hết cái đống này đi, tôi vẽ là cho nó một cái hình nêm, đây ra đây, chiều cao lên đây, cố tình dài cái hình nêm nè. Với cái độ hình nêm đó, bây giờ chúng ta mới làm chuyện này nè. Cái chuyện mà đi vẽ mấy cái hình này thì giờ đơn giản quá, kéo nó lên đi. Được không nè? Rồi, để tôi làm kiểu này. Bây giờ anh em mới coi tôi làm cái chuyện 3D, tôi mới vẽ khối này vô đây nè,
nhớ là bắt vô đàng hoàng, nhìn ở 2D không thấy đâu, nhìn ở đây nè, đó, kéo này lên, biết làm gì không? Ở đây nó có lệnh là cộng, vẽ cái khối ở đây nè, đó, cộng vô, chỉ cái này nè, với cái này nè, cộng vô nó thành một khối, nó dính thành một khối đó, hiểu chưa? Nếu anh em mới nói là bây giờ nè, tôi mới vẽ nó một cái hình trụ ra ngoài nữa, tôi nói nè, đó, đây của anh nè, kéo lên đây, anh em mới đánh cái lệnh đây là lệnh, lệnh này là uni, UNI, lệnh này là lệnh su, 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 enter, chỉ ngày nè, enter, chỉ trừ đi ngày, nó cắt hết khúc, xe, C, khoan nha, tôi vứt này ra nè, anh em thấy nó trừ đây không? Hiểu không? Nên tôi mới nói là đây nè, tôi mới đục khoét rồi đó, tôi nói bây giờ tôi vẽ cho anh cái hình trụ nó nằm đây nè, kéo đây nè, kéo lên, su, chỉ này, enter, chỉ cái này, đứt chưa? Đúng không? Tôi nói bây giờ tôi vẽ cho anh một cái hình trụ, hình cầu nữa, hình cầu nó nằm đây nè. Và tôi kiếm cái phần gọi là intersect, phần giao của nó, chỉ cái này nè, chỉ cái này, enter, thành cái phần chung nó là cái đó đó. Hiểu kịp không? Cho nên là cái kiểu mà đây là nó có ba cái thuật toán là cộng, trừ và giao. Ok, cho nên là plan xuống mặt bằng là coi, tôi hay vẽ mặt bằng là gì? Anh vẽ 3D mà anh không nắm được cái mặt phẳng nó nằm ở đâu là coi như vứt luôn. Không biết là vẽ trên mặt nào á, hiểu không? Đó là dùng cái vẽ hình nêm, vẽ hình trụ rồi này, vẽ hình hộp rồi đây, nó kéo lên đây chiều cao như đây, vẽ một cái hình trụ rồi chúng ta vẽ cho nó cái hình cầu rồi 3D nó vẽ nhanh cấp tốc rất là tự nhiên. Cộng ví dụ vẽ đây một cái đi, hình nón là vậy ha, tôi mới nói nè, su, chỉ cái này, enter, chỉ cái này, lõm miếng, được chưa? Uni, chỉ mấy này nè, cộng vô thành một cục, intersect, chỉ cái này với cái này giao nhau, được chưa? Cho nên là khi mà tôi vẽ ra nó rất là nhanh, cái khối đó là vậy. Rồi anh em lại có một cái công cụ nữa là gì nè, đây nè, extrude. Ví dụ tôi vẽ một cái hình chữ nhật, hình gì cũng được, vẽ hình bất kỳ, rep, đây. Vẽ một hình tròn đây, tôi muốn lấy cái cục giữa này thôi, và thậm chí là tôi vẽ một hình tròn vô đây nè, ở đây mới có một cái lệnh là boundary, lệnh tắt là bo, giống như lệnh hát vậy đó, pick pawn chỉ vô giữa, enter và xóa hết mấy cái đường kia, hiểu kịp không? Hiểu kịp không? Cái lệnh đó là lệnh bo, là boundary, tạo đường biên kích vô giữa giống như lệnh hát vậy đó. Xong cái EXT là extrude là lệnh này nè, chỉ một cái biên dạng 2D, enter, nó hỏi chiều cao, nó đã lên 50, hiểu kịp không? Như vậy thì bây giờ nè, làm ơn là ra vẽ mấy cái khối này cộng trừ và vẽ một biên dạng 2D bất kỳ, extrude trở lên cho tôi. Rồi Ctrl N, tôi chọn là AutoCAD, sao được, bình thường nếu 2D thì nó lại nhảy ra đó. Xong MV setup được không? No, xin lỗi, hay là Z để nhảy qua đó, No để nhảy qua đây, đúng không? Rồi MV setup nè, MV setup No Matrix, tỷ lệ 1:1 đi, nhiêu đó, 297 hay 50 giấy tùy tôi thôi. Rồi, vậy thì cái chuyện mà 3DO thì có đã chết ai đâu, nó cũng vậy thôi, thấy cái tờ giấy nó nằm trong không gian này thôi. Đó, vậy thì vẽ đi, được không? Cộng hai đó lại một khối, đúng không? Hình trụ kéo lên đây, lấy này nè, chỉ này, enter, chỉ này trừ ra, đúng không? Vẽ một hình cầu vô đây và giao của hai anh chàng đó, quét hết xa, C, được không? Xa là lượng shading á, set mode á,
Nó đánh chữ C là conceptual nó ra đó, còn nó đánh V kép thì nó trở ra bình thường, tức là xa. C. 3DO.